Cảm ơn chế. Lui cung. Dạ. Dạ, con chào mẹ. Dạ. À, lần đầu tiên cho phép Hoàng Quỳnh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú anh chị, lời chào thân thương. Rồi chụp đi anh, chụp đi. Dạ. Con xin chúc cho mẹ là sống lâu, trên trăm tuổi. Dạ. Để cho con cháu sau này báo hiếu. Dạ, mẹ đẹp lão lắm. Dạ. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Dạ. Bây giờ Hoàng Quỳnh Đương cũng xin kính chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng và tràn đầy niềm vui. À, liên tục chương trình cho phép Hoàng Quỳnh Đương xin gửi quý vị một bài tân cổ được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước khi hát, cho chào vỗ tay lớn lớn với tất cả quý vị ơi. Dạ. Con xa nhà
Rồi hết, Hồng Đương xin cảm ơn những cành hoa thân thương của chú chị rất nhiều. Con cảm ơn mẹ. Dạ, dạ con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ gắng giữ sức khỏe. Ngọt ngào của nam nghệ sĩ trẻ Hồ Minh Dương. Và để mở màn chương trình văn nghệ thì Khánh xin gửi tặng quý vị 4 câu điệp cổ trong bài Cánh Hàng Rong sáng tác của Sạch và Phạm Phúc.
bất tài quán đạo nghề. Cho mẹ cưới thì đời mẹ còn nhiều thớ cực, xuôi ngược chốn thị thành lấy quán gánh làm vui. Dù cuộc sống buồn bề theo năm tháng mỗi rối, kêu con vào lòng mẹ muốn một đời trước già. Mẹ kính yêu ơi, mẹ là tất cả, dìu con bước vào đời bằng đôi cánh hàng trong. Quần nặng trên lưng lo cho con từng nơi ăn chú ở, bỏ hết ruộng vườn từ dưới quê lên thành phố. Mưa mẹ dạy dầu bên quán gánh đời. Từ những ước mơ đầu ba đêm nay con trực con chào tiếng sao thảm sâu chìm mãi vào trong bóng đêm vô tình, như treo nỗi buồn dây dứt đắng lòng tình tao cất cả đường nuôi con vào đây cháy dài lo con bốn bề bao con dòng mẹ đã chịu con mà không chút buồn về. Các địa phương
Mẹ là ánh sáng trần dương soi đường chỉ lối, dặm trường con đi. Dòng nói sung sung mãi.
bếp mờ tay nặng trong vòng tay mẹ con nghẹn đi thầm lặng tiếng mình lễ bằng điệu dân ca nồng âm thiết tha cùng tiếng đàn cổ vang lên nghe đào ruộng ly rượu đoàn viên con mừng thọ nè giữ chục cù lao đáp tạ ấy cho thiền con hát 10 bài nó cũng được đó, nhưng mà thôi để cho mấy anh chị cô chú đây hát đồng ý, quý vị đồng ý cho Hồng Đương chào bao tay lớn lớn các vị ơi, dạ cho mấy anh chị hát dạ. Vâng, và cảm ơn tiếng hát rất là cầu cầu của Mai Phan em mượn cái nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh cho anh Thanh chào bao tay lớn lớn các vị ơi, dạ. Vâng, cảm ơn tiếng hát rất ngọt ngào của nam nghệ sĩ Xuân Hồ Minh Đương, và để tiếp tục chương trình là xin mời quý vị hãy đến với bài hát được mang tên Về Hậu Giang Nhé Em. Không có thấy màn kia nó nhỏ ớ nó mềm. Về Hậu Giang nhé em, về chớ chôn đưa nỗi nhớ
kéo kẹt bên tiếng mẹ ầu ơ sâu lắng nắng. Đòi bóng như thầy.
vô bông lại sân đau. Ông Thanh nó muốn một thùng luôn á chứ không được lắm, không muốn được lắm.